Chào tất cả các bạn. Khi mà chúng ta chuyển việc ở Nhật Bản thì chúng ta cần phải lấy những cái giấy tờ gì ở công ty cũ và chúng ta phải làm những cái thủ tục gì để xin cái giấy phép lao động ở công ty mới ở trên New Căng? Anh em chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này nhá. Cái này thì nó phù hợp cho tất cả các bạn đang visa kỹ sư. Vào cái đây đây là cái phần mà những cái giấy tờ mà các bạn cần phải có. Đầu tiên là kỹ sư tại Nhật Bản khi chuyển công ty cần có các cái giấy tờ sau. Thứ nhất, lấy các cái giấy tờ ở công ty cũ để mình cho cái chữ nó to lên một chút để cho các bạn dễ đọc nhá. Lấy các cái giấy tờ ở công ty cũ là một điều rất là cần thiết khi mà chúng ta rời công ty cũ. Nếu như mà không lấy giấy tờ gì các bạn mà đi ấy, thì sau này các cái thủ tục của các bạn rất khó làm. Các giấy tờ bao gồm đầu tiên là cái giấy chứng nhận thôi việc, gọi là cái tai so cư so me so ấy. Cái này là công ty cấp cho các bạn hồ sơ chứng nhận tham gia bảo hiểm lao động. Cái này ấy thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là công ty sẽ từ lúc mà các bạn nộp cái đơn nghỉ việc ấy, công ty nó sẽ nộp lên cho sở lao động và sở lao động nó sẽ làm cái bộ hồ sơ này. Một là nó gửi về công ty đúng theo cái lúc mà công ty trả các giấy tờ cho các bạn thì công ty sẽ trả kèm vào. Hai là nếu như mà công ty không trả kèm được vào đó thì cái cơ quan mà nó cấp chứng nhận cái giấy bảo hiểm lao động này nó sẽ gửi về cho nhà bạn. Cho nên là đối với những bạn mà đi chuyển công ty sang địa chỉ mới, công ty mới, chỗ ở mới thì công ty nó thường thường nó có một cái giấy trong đấy nó yêu cầu các bạn phải ghi địa chỉ công ty mới vào hoặc là địa chỉ mà nhà ở mới, địa chỉ nhà ở mới của các bạn vào để sau này họ chuyển giấy tờ về. Nếu như mà các bạn chưa có địa chỉ nhà mới thì các bạn có thể nhờ ghi địa chỉ của nhà bạn. Đấy. Cái điều thứ ba là cái giấy này là giấy quan trọng, giấy Genshin Choshihyo. Thì cái giấy này ấy là bắt buộc các bạn phải xin. Cái giấy này ấy để mà sau này các bạn làm gì? Sau này các bạn về công ty mới các bạn sẽ phải đưa ra cho công ty mới để cuối năm người ta gộp vào, người ta làm cái tổng kết thuế cho các bạn. Nếu như mà không có cái giấy này ấy thì cái không thể tổng kết thuế được trong cái năm đấy. Và nó sẽ ảnh hưởng đến xin visa sau này. Thứ bốn là cái chứng nhận mà nghỉ bảo hiểm y tế ở công ty, tức là cái Kenko Hoken Sonchulen Lakuhyo này. Thì các bạn có cái giấy này, nếu như mà các bạn mà vào công ty cũ mà công ty cũ nó chưa đóng bảo hiểm Sakai Hoken cho các bạn ngay thì các bạn có thể lấy cái này ra ngoài xia cửa sổ để các bạn cái xia cửa sổ mới mà nơi các bạn đến các bạn sống, các bạn hãy giơ cái tờ giấy này ra thì người ta sẽ làm cho các bạn cái Kokumin Kenko Hoken để các bạn có thẻ bảo hiểm để khám bệnh. Còn cái giấy tờ số 5 này thì nó tùy thuộc vào công ty có hoặc không có. Nếu như mà khi bạn vào công ty mà người công ty mà các bạn mà đóng cho các bạn cái tiền Kaiyaku TAT này, tức là cái tiền hỗ trợ khi mà các bạn nghỉ việc không còn làm nữa, thì các bạn sẽ có một cái bộ hồ sơ Taisho Kukin này. Nó gồm có Taisho Kukin Seikyusho này và cái Taisho Kukin Kyosai Techo này. Thì cái này ấy, thường thường mình đã làm một cái video trước rồi đấy, là cái này thường thường nhiều công ty ở Nhật nó giấu, nó không cho nhân viên, không cho anh em mình biết đâu. Nhưng mà trong chính sách của người Nhật, các công ty của người Nhật là bắt buộc có cái này. Và cái này ấy là công ty phải có nghĩa vụ nộp cho anh em khi mà anh em làm việc trong công ty dưới cái vị trí là làm sai-in ấy, thì người ta phải có trách nhiệm nộp cái tiền bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp này cho anh em vào một cái cơ quan quản lý cái trợ cấp thất nghiệp này ở trên Tokyo ấy, là mỗi một tháng là thường thường là 5 sen. Thì để sau một cái thời gian anh em nghỉ việc ấy, nó có một cái trợ cấp đi kèm.
trợ cấp này tùy thuộc vào anh em làm ở đấy lâu hay ít, và tùy thuộc vào anh em cái công ty của anh em cái quy mô lớn hay không, mà nó có thể lên một cái số tiền rất là khủng khiếp, có thể lên một vài trăm mang nếu như mà các bạn làm với cái mức mà tầm trên 10 năm, còn nó có thể lên tới vài chục năm, vài chục man nếu như các bạn làm 5 man, 5 năm. Thì đó các bạn chú ý nhé, cái này ở trên YouTube mình cũng có một cái video nói về cái vấn đề này, về cái khoản tiền này. Cái video đấy hình như là nó có một cái tiêu đề là các công ty không muốn cho anh em biết điều này, bí mật này. Thì các bạn nhìn tìm xem nhé, trên video của tôi. Thì tất cả những cái giấy tờ này ấy, thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đây là mình sẽ tổng kết những cái giấy tờ mà nó xúc tích ngắn gọn nhất để cho anh em biết những cái điều này. Thì cách đây 10 năm khi mà mình làm ở một cái công ty hơn 3 năm, sau đó mình chuyển công ty thì chả ai nói cho mình những cái giấy tờ này đâu, và mình cũng không biết làm những này đâu. Sau này mình chuyển công ty lần thứ hai, lần thứ ba thì mình những giấy tờ này mình biết rất rõ. Sau đó tiếp theo mình sẽ nói cho các bạn đi xin giấy phép lao động ở cái công ty mới. Sau khi mà các bạn vào cái công ty mới các bạn làm rồi thì trong vòng 3 tháng các bạn phải báo niêu căng. Nếu như mà công ty nó bắt thử thử việc 3 tháng thì trong vòng khoảng độ sang tháng thứ hai, nếu như các bạn cảm thấy ổn làm việc ở công ty đấy, là các bạn phải dục dịch làm cái giấy tờ này, và gần hết 3 tháng là các bạn phải nộp lên niêu căng. Thì các cái giấy tờ cần thiết gồm có hợp đồng vào công ty mới, tức là cái kê gia cư ấy, cái kê gia cư sổ là cái hợp đồng vào công ty mới. Nếu như mà một số bạn mà vào làm xài in ấy thì nó không có kê gia cư, thì có thể xin cái tờ nai tê, nai tê để mình gõ tiếng Nhật đây nhé. Một là kê gia cư sổ ở công ty ấy, hai là tờ nai tê sổ, chư chi sổ, chư chi sổ. Đấy, nó có hai cái tờ này, mà một trong hai tờ này các bạn phải mang lên photo một bản nộp cho niêu căng. Ba là cái tờ mà nộp cho niêu căng các bạn phải có một cái mẫu đơn xin giấy phép lao động mới. Thì cái mẫu này mình để link ở đây. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái giấy này. Tám là các cái giấy tờ cá nhân như hộ chiếu, thẻ ngoại kiều phải mang đi copy đi để đối chiếu. 9 là sau khi họ nộp hồ sơ lên niêu căng ấy thì họ sẽ yêu cầu bổ sung một số các cái giấy tờ lấy từ công ty, nó tùy vào từng công ty mà người ta sẽ yêu cầu bổ sung. Nếu như mà cái công ty đấy nó chưa có cái danh sách, chưa có cái gì cụ thể, thông tin gì cụ thể lên trên niêu căng ấy, thì người ta sẽ yêu cầu bổ sung rất là nhiều các cái thông tin về công ty đó, ví dụ như danh sách người nước ngoài đang làm việc ở công ty đấy, tức là những cái người mà nước ngoài đang làm việc dưới cái visa kỹ sư giống như bạn ấy, là cần phải bổ sung một cái danh sách đó. Rồi tờ nộp thuế cho người lao động năm trước của công ty, tức là nó sẽ kiểm tra thuế xem là công ty này có nộp thuế không ấy, thì cái tờ đấy là Zenen Bunno Kyuyo Sotokuno Gensencho Shuhyo Tono Hotecho So Gokehyo. Cái này nó không phải là cái cá nhân mà nó là cái của công ty. Thì cái tờ này người công ty nó sẽ giữ bí mật và nó sẽ làm cho bạn một tờ giấy và cho vào phong bì dán vào, đưa cho bạn cầm lên niêu căng, nộp lên niêu căng, chứ không phải mở ra cho các bạn xem đâu nhé. Ngoài ra ấy thì có thể người ta sẽ bắt bạn phải mô tả cái công việc ở cái công ty của các bạn. Thì cái điều này thì các bạn vừa phải viết một cái tờ giấy mô tả công việc kèm theo hình ảnh chụp, các bạn có thể chụp rửa hình ảnh ra gửi kèm, hoặc các bạn có thể chụp hình sau đó các bạn scan ngay vào cái tờ in, chèn ngay vào cái tờ mà các bạn giải thích ấy. Thì các bạn phải gửi cái tờ giấy này mô tả này, thường thường ấy là cái mục 9 này là sau khi mà nộp lên niêu căng ấy là các bạn phải bổ sung đấy. Thì sau khoảng độ một tháng, hơn một tháng thì người ta sẽ
cho bạn xét mà ok ấy, là người ta sẽ cho bạn cái giấy phép tư cách lao động mới ở cái công ty cũ, à công ty mới. Khi mà có cái giấy phép lao động ở công ty mới này thì bạn đương nhiên bạn làm việc ở đấy hợp pháp, và sau này bạn xin visa nó sẽ dễ dàng. Sau này xin visa ấy, thì bạn phải cần cầm cái mang cái tờ giấy này lên nộp cùng vào mấy bộ hồ sơ xin visa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái tờ, nộp cái tờ đơn, viết cái tờ đơn để mà xin cái giấy phép đổi công ty mới nhá. Thì cái link mình để đây, sau khi bạn kích vào link thì nó sẽ ra một cái cửa sổ này. Thì cái tờ đơn này nó bao gồm cái phần ở trên này thì là kính gửi Nagoya nào, à xin lỗi, mình đang ở vùng Nagoya nên mình nói là Nagoya Niukang, nhưng mà các bạn mà đang ở Fukuoka hay là Tokyo hay là ở đâu thì các bạn hãy kính gửi cái Niukang mà đang quản lý bạn ở chỗ đó, ghi vào đây. Sau đó phần số 1 các bạn ghi quốc tịch của các bạn Betonamu hay Việt Nam vào. Sau đó phần số 2 là các bạn ghi sinh nhật của các bạn, năm sinh, tháng sinh, ngày sinh. Phần thứ 3 là ghi tên của các bạn, Nguyễn Văn A hay Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Tèo gì đấy ghi vào. Phần thứ 4 là các bạn ghi giới tính, nam hay nữ. Phần thứ 5 là các bạn ghi cái địa chỉ chính xác của các bạn đang ở Nhật. Phần thứ bên dưới này là số điện thoại. Telephone number thì đây đây là số điện thoại bàn. Nếu như các bạn không có số điện thoại bàn thì các bạn ghi Nasi. Bên này các bạn ghi là số điện thoại di động của các bạn vào. Dưới này là các bạn mang hộ chiếu của các bạn ra, các bạn ghi số hộ chiếu, năm hết hạn hộ chiếu, tháng hết hạn hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu. Sau đó pha sang phần thứ 7 thì các bạn mang cái thẻ ngoại kiều của các bạn ra, các bạn ghi y xì vào. Hiện nay cái tư cách đang lưu trú của bạn là tư cách gì, các bạn ghi vào mục này. Thời hạn lưu trú của các bạn 1 năm, 3 năm hay 5 năm thì các bạn ghi ở bên phải này. Sau đó bên dưới này các bạn cái thời hạn mà cái thẻ ngoại kiều của các bạn hết hạn năm bao nhiêu, tháng bao nhiêu, ngày bao nhiêu. Xong bên dưới này nữa, mục số 8 là cái số thẻ của cái thẻ ngoại kiều của các bạn ghi vào đây. Cái số thẻ thì nó nằm ở mé bên phải phía trên của thẻ ngoại kiều ấy. Phần thứ 9, người ta nói là bạn muốn người ta chứng thực về cái nội dung gì, nội dung hoạt động gì. Thì ví dụ như cái công việc sắp tới của các bạn là ví dụ như bạn design AutoCAD tổ chẳng AutoCAD chẳng hạn thì các bạn ghi AutoCAD design, hay là các bạn nội dung của các bạn ví dụ như các bạn làm máy ép nhựa đi chẳng hạn, Vlachik Olepeta chẳng hạn, hay là các bạn Kikai Maintenance hay là Kanagata Maintenance thì cái nội dung gì đấy các bạn ghi vào phần nội dung này. Phần thứ 10 là cái thời hạn của cái hợp đồng mà các bạn ký với công ty là từ năm nào, tháng nào, ngày nào đến năm nào, ngày nào, tháng nào. Đây là đối với những người mà hợp đồng có thời hạn, còn những người mà làm sign-in hợp đồng không thời hạn thì các bạn chỉ cần ghi bắt đầu từ năm, tháng, ngày, còn kết thúc các bạn không cần ghi. Mục đích của phần 11 là Shiyo Mokuteki, là mục đích của cái tuyển dụng này. Ví dụ như mục đích của tuyển dụng này là vào các bạn vào trong đội sản xuất chẳng hạn, Seijobu, các bạn làm kỹ thuật trong đội đấy, Seijobu no Gijutsu chẳng hạn, hay là Gijutsubu, hay là vào một cái phòng ban gì đấy, hay là các bạn vào làm quản lý thực tập sinh dịch siêu C can ly xả chẳng hạn, hay là C san can ly xả, thì cái mục đích gì đấy các bạn ghi vào đây. Mục số 12 là người đại diện để xin. Thì nếu như các bạn xin trực tiếp thì cái mục số 12 này các bạn bỏ qua đi. Sang cuối cùng ở bên dưới này các bạn cần phải ký tên, ghi rõ họ tên, năm tháng, ngày và các bạn nộp lên New Căng. Như vậy là mình đã giới thiệu các bạn xong cái cách viết cái tờ mà chúng ta xin chuyển visa ấy. Đấy. Jiro Shikaku Somesho Kofu Shinseisho. Đấy. Thì chúc tất cả các bạn thành công. Nếu như mà khi mà các bạn chuyển việc ấy, chuyển công ty ấy, mà cái visa của các bạn gần như là hết rồi, mà trong cái thời gian 3 tháng các bạn thử việc mà các bạn chưa kịp làm cái giấy này mà nó đến cái thời kỳ nộp visa, xin visa luôn, thì cái này các bạn cũng không cần làm cũng được. Thì lúc đấy các bạn chuyển ra làm hồ sơ xin visa như mình đã hướng dẫn trước.
Thì tất cả những cái thủ tục xin visa cho kỹ sư, xin visa vợ kỹ sư và rất là nhiều các cái giấy tờ nữa, mình sẽ up lên cái trang YouTube Luận Japan. Mong tất cả các bạn hãy dành vài giây đăng ký cái kênh Luận Japan và hãy kích vào cái quả chuông để nhận được những cái video mà rất là hữu ích cho tất cả các bạn đang sinh sống tại Nhật mà mình sẽ up lên trên này. Nếu mà còn điều gì mà không hiểu nữa, các bạn hãy inbox hoặc là email cho mình nếu mà cần cái mẫu đơn này nhá. Và các cái giấy tờ cần thì mình sẽ email cho mình, để comment email bên dưới mình sẽ gửi cho. Xin chào và tạm biệt. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này.